Dạ em Phúc nhà lưu trú Thủ Đức, Tùng Em Nghĩa kết nối yêu thương xin gửi lời chúc thân thương đến quý vị khán giả trong ngoài nước, lời chúc sức khỏe, gặp nhiều may mắn trong cuộc sống. Dạ em chào chị. Chào Phúc. Dạ em cảm ơn chị hôm nay đến với chương trình kết nối yêu thương. Dạ em mời chị giới thiệu để gửi đến quý vị khán giả thân thương giúp em á, là mình từ đâu đến, tên gì và năm nay là chị được mấy mươi à? Dạ em mời chị. Dạ. Rồi, xin trước hết là chị có lời chào em Phúc Nghĩa. Thì chị xin tự giới thiệu, chị tên là Vũ Thị Khánh, chị năm nay là 55 tuổi, sinh 1968 và hiện đang sinh sống tại thành phố Hồ Chí Minh. Chị ở phường 14 quận 3 thành phố Hồ Chí Minh. Và chị đang làm việc thì tại ở Gò Vấp. Chị Khánh là năm nay, lúc nãy chị Khánh nói chị Khánh bao nhiêu tuổi chị Khánh? Chị sinh năm 1968. 1968, 1968 là 55 rồi, 55. Đúng rồi, 55 tuổi. Cảm ơn chị Khánh. Dạ chị Khánh ơi, chị Khánh giới thiệu thêm giùm em á, là về tình trạng hôn nhân gia đình của mình để em gửi đến quý vị khán giả à. Mời chị. Chị là mẹ quá con côi. Chị này là đã quá chồng 5 năm. Chị có một cậu con trai 28 tuổi. Cháu cũng có công việc ổn định và cũng chưa có gia đình. Giờ là chị ở một mình hay là ở cùng với con chị? Chị ở cùng với con chị. Dạ. Và cũng ở chung cùng với gia đình mấy đứa, mấy bạn em, mấy dạ. Người bạn em bên chồng. Dạ. Và hiện tại giờ là chị đang ở thành phố luôn. Đúng em. Dạ mình ở quận mấy chị? Hộ khẩu của chị ở thành phố luôn. Chị ở phường 14 quận 3. Dạ. Bên đó là hiện tại là nhà riêng của mình hả chị ạ? À? Đúng em. Dạ. Cảm ơn chị. Chị có thể giới thiệu thêm em về công việc làm mình hiện tại hả chị? Công việc hiện tại của chị bây giờ luôn á là chị đang làm ở công ty mỹ phẩm. Dạ. Chị là làm ở trong văn phòng, chuyên là coi như là tuyển nhân viên và đào tạo nhân viên tư vấn khách hàng. Dạ, cảm ơn chị. Hôm nay chị đến chương trình kết nối yêu thương, chị cũng vừa giới thiệu về bản thân của mình và về tình trạng hôn nhân gia đình ở đầu video. Em mời chị giới thiệu thêm giúp em á, khi mà chị Khánh giới thiệu trò chuyện với em đó thì quý vị khán giả xem qua, đặc biệt là quý anh đó, mới hiểu được cái tâm tư, cái nguyện vọng của chị. Những cái bài tỏ của chị đó thì chắc chắn là sẽ không phù hợp với người này, sẽ có người phù hợp với người khác. Thì chính vì cái bài tỏ đó thì quý anh mới hiểu được mình một phần nào hả chị ha. Em mời chị em như là bây giờ là chị có những cái ưu điểm, khuyết điểm gì cho mình không? Cái ưu điểm của chị á thì nói thì không phải khoe. Dạ. Nhưng mà thực tế luôn á là chị coi như là chị rất là chu đáo. Rất là chu đáo và cũng là rất là vui vẻ, hòa đồng. Thì rất là giúp người. Còn cái khuyết điểm của chị á là rất là tin người, hay tin người lắm. Thì chị nói chung là nấu ăn này nọ thì chị rất là giỏi. Dạ. Chăm sóc gia đình thì rất là ok. Dạ cảm ơn chị. Để mà mình tìm một cái người bạn đời mình đi hết quãng ngày còn lại đó chị Khánh, cái độ tuổi của chị thì 55 tuổi, mình chọn một người bạn cái độ tuổi khoảng bao nhiêu để phù hợp với mình ạ? Chị thì chị thích coi như là độ tuổi là từ 50 tới 65. Dạ, từ 50 đến 65 hả chị ha. Thì các anh là cao khoảng 1m6, 1m65 trở lên là ok. Nói chung mà đàn ông mà cao 1m6, 1m65 thì chúng em thấy là cái chiều cao đó là trung bình. Đúng rồi, chị ha? Người Việt Nam mình là trung bình. Chứ không phải là cũng là cầu kỳ gì lắm, trung bình. Cảm ơn chị. Về chị thì làm mà bên kinh doanh hả chị ha? Chị làm bên văn phòng kinh doanh bên công ty mỹ phẩm. Đúng. Chị chọn một người bạn thì mình có cái sở thích là bạn mình làm công việc về không chị? Thì nói chung là chị lớn tuổi thì cũng may mắn là cái công ty của chị thì vẫn còn tiếp nhận chị để mà làm việc. Còn như là mấy anh lớn tuổi thì chị cũng thấy là cảm nhận là nhiều khi mấy anh cũng đã về hưu rồi đó, hay là hoặc là chỉ làm công việc tự do thôi đó. Thì bây giờ thì chị chỉ thích là sao là mấy anh có một cái không phải nói là không phải là cần cái công việc ổn định nữa, tại vì từ 50 tới 65 là mấy anh đó là coi như là về hưu rồi đó. Thì miễn sao có cái cuộc sống là coi như là thoải mái đó. Nói chung là cái tuổi mà chị chọn là từ 55 cho đến lúc nãy chị nói người bạn của mình là 55 cho đến 50 tới 65. Đó thì 65 tuổi thì cái tuổi đó chắc chắn thì chắc có lẽ là cũng còn một số chú kinh doanh thì cũng có hay chị ha. Nếu mà được kinh doanh thì quá phù hợp thì với đó, chị rồi. Đúng. Còn nếu mà không có việc kinh doanh thì miễn nói chung làm cái gì làm mình đừng có vi phạm. Tuổi lớn rồi mà đúng mình đòi hỏi cầu kỳ quá, tìm hiểu tìm nhau khó lắm. Đúng rồi em. Thôi em nghĩ là mình tìm một người bạn đời của mình à. Làm cái gì làm đừng có vi phạm pháp luật rồi để có cuộc sống trang trải hàng ngày hai vợ chồng đó.
Giờ tuổi của chị thì cũng cần là mấy anh gì, chỉ cần mấy anh là nói chung là gặp nhau để mà chăm sóc lẫn nhau. Dạ. Đó, và biết chia sẻ vui buồn trong cuộc sống và quãng đời còn lại thôi. Dạ. Đó. Thì nói chung thì kinh tế là hai bên tôi cũng phải ổn định chút xíu thì dạ, mình mới có cái cuộc sống thoải mái như vậy được. Dạ. À, như chị thì giờ là chị đã có nhà riêng rồi, thì mình tìm một người bạn của mình về cái tính cách thì chị cũng đã chia sẻ về cái mở ưu điểm khuyết điểm với chị rồi hả chị ha. Thì chị cần một cái mẫu người đàn ông có tính cách như thế nào để phù hợp với mình chị? Ừ. Chị thích mẫu người đàn ông là biết chia sẻ và biết coi như là biết điều á. Dạ. Biết điều thì nó là gói gọn vô tất cả là biết dung hòa tình cảm của mình cho tất cả mọi người thương yêu xung quanh mình. Đó. Và phải cũng là biết chăm sóc bạn đời của mình một xíu, chứ chị rất sợ những người đàn ông vô tâm. Dạ, cảm ơn chị. Chị thì chị có nhà riêng, ông bà đó là an cư lập nghiệp đó chị ha. Thì nói chung ai cũng có ước mơ cho mình có một cái nhà đó. Đúng. Như chị bây giờ chị chọn một người bạn của chị thì cái tuổi mà chị nêu ra đó thì chắc chắn một điều mà tuổi đó mà đi làm, ví dụ là có đã về hưu thì cũng kinh doanh. Đúng. Còn làm việc gì để có thu nhập cho lo vợ chồng, nhưng mà đặc biệt hơn nữa là chị có thể chia sẻ thêm giùm cho em đó là anh đó phải có nhà riêng hay là như thế nào đó, chị có thể chia sẻ giùm em. Thì chị cũng nói thẳng luôn, thì đối với những cái lứa tuổi mà chị yêu cầu từ 80, 50 tới 65 thì dĩ nhiên là mấy anh cũng phải có nhà riêng. Đó, chứ không thể nào mà cái tuổi đã lớn rồi mà còn đi thuê nhà ở thì nó cũng hơi vất vả. Đó, về cuộc sống của chị thì nó đang là rất là thoải mái. Đó, thì chị muốn là hai bên đều dung hòa với nhau, chứ không thể nào mà mình gặp để mà mình gánh qua gánh lại là không. Dạ, không được. Đó, là dung hòa với nhau thôi. Em hiểu rồi, chị đã có nhà riêng. Thì chị cũng muốn tìm một người bạn đời mình cũng có nhà riêng tương tự với mình đó chị ha. Đúng. Những cái tiêu chí chị đưa ra thì đôi khi qua chương trình ngày hôm nay em đặt một câu giả thiết là có một anh nào đó anh sẽ cảm thấy yêu mến chị và những cái tiêu chí của chị anh đáp lại được. Thì chị có dự định là anh với chị sẽ ở bên nào không? Chị cũng một căn nhà thì anh một căn nhà nữa, thì chị có tiêu chí là ở bên chị hay là ở bên anh gì chưa? Chị chia sẻ giúp em. Nếu mà anh mà có nhà riêng thì cái sự thoải mái hai bên thì nó rất là thoải mái. Tại vì chị thì cũng đang ở với con trai của chị. Đó, thì mình cũng muốn là mai mốt con mình cũng có vợ mà, đúng không? Thì mình có một cái không gian riêng tư. Nói chung là nhà của chị thì chị sẽ để lại sau này cho con mình lập gia đình. Đúng. Còn chị là khi mình bước thêm bước nữa lập gia đình thì mình sẽ phía bên chồng hả chị ha. Đúng rồi. Có không gian riêng tư đó. Đó, không gian riêng tư nên là hy vọng là quý anh xem qua ví dụ là cảm thấy hợp với chị cái liên lạc về chương trình. Dạ em cảm ơn chị. Chị ơi, hôm nay chị có lời gì chia sẻ như là đặc biệt là gửi đến quý vị khán giả đang xem chương trình quan tâm đến cái câu chuyện của chị, và đặc biệt hơn nữa là chị chia sẻ thêm để cởi mở về tâm tư nguyện vọng của mình, để chị trải lòng mở rộng cái tình thương của mình đó, để quý anh xem qua chương trình tự tin, cũng như là quý anh có nguyện vọng tương tự với chị là quý anh đó là sẽ đến với chương trình để kết nối yêu thương, để tìm lại mảnh ghép cho mình, thì biết đâu cái thông tin của ngày hôm nay chị là một cái chủ đề mà để cho quý anh quan tâm nhiều nhất đến. Chị có lời nhắn gỡ để quý anh tự tin và liên lạc về với chị à? Em mời chị. Thì nói chung là chị cái tiêu chí của chị thì nó cũng không cao lắm. Đó, thì tất cả gói gọn vô là mấy anh biết quan tâm chia sẻ và biết chăm sóc người thương và biết chia sẻ vui buồn với lại người bạn đời đó. Thì anh nào thì cứ cảm thấy mà có thể những cái tiêu chí đó thì có thể là cứ xin số điện thoại của Phúc Nghĩa và liên lạc với Khánh. Thì qua cái chương trình này thì Khánh thấy là Phúc Nghĩa tuy còn rất là trẻ nhưng mà tổ chức ra cái chương trình kết nối yêu thương này nó rất là nhân văn. Đó, rất là nhân văn. Mấy bạn đã có một cái tình thương bao la để mà muốn kết nối tất cả những anh chị em lớn tuổi hay là cũng nhỏ tuổi gì đó đang còn cô đơn. Thì qua cái chương trình của Phúc Nghĩa thì Phúc Nghĩa y như là một nhịp cầu môn nối. Yeah. Và y như là một ông Mai để kết nối những anh chị cô đơn đến với nhau. Thì chị cũng không có biết nói gì nhiều, mà chị chỉ chúc là kênh của Phúc Nghĩa ngày càng được phát triển nhiều hơn, và chúc hai em được thật nhiều sức khỏe để kết nối những mảnh đời mảnh ghép còn thiếu sót của các anh chị bên ngoài. Thì chị cũng gửi lời kính chúc tất cả những anh chị em cộng đồng mạng thì được nhiều sức khỏe và sẽ gặp những mảnh ghép yêu thương của mình.
Thì chị cũng nói thêm vài câu. Thì khi mình cô đơn thì những cái lúc mà mình khỏe mạnh á thì mình đã không có nghĩ tới là cái chuyện có bạn đời hay không. Nhưng mà khi mà mình ốm đau thì lúc đó mình mới hiểu được cái cảm giác là cô đơn, rất là cô đơn luôn. Đó. Thì mình cũng xin là gửi lời tới tất cả những chị em phụ nữ, hay là những chị em phụ nữ độc thân, và những là quý anh đang còn độc thân, thì cứ mạnh dạn đăng ký chương trình đó, để mình lên, để mình tìm được một nửa yêu thương, để mình hưởng được những cái hạnh phúc những quãng đời còn lại của mình. Dạ cảm ơn chị. Còn theo em nghĩ thì chị có những cái chuyến mà em và Nghĩa anh em đi làm thiện nguyện đó, nó mang nhiều cái cảm xúc về cái chương trình kết nối yêu thương á. Đây cũng là một cái cơ duyên mà để cho anh em làm, là từ cái trong chiến cái công tác mà thiện nguyện, giống như tụi em đi tặng những cái phần quà đến cho nhà quý ông quý bà, đi vào ví dụ là nhà quý bà thì không có quý ông, mà nhà quý ông thì không có quý bà. Đúng. Mà tuổi ông bà là đã gơ vào tuổi sớm chiều hết rồi, thì khi tụi em vào phát những phần quà thiện nguyện, tụi em mới hỏi là bà ơi ông đâu rồi, thì bà mới trả lời một cái điều á là bà với ông chia tay năm bà chỉ hơn 30 tuổi thôi, nhưng mà lúc đó cái tuổi thanh xuân của bà còn quá trẻ, mà con thì lúc đó mới còn tuổi mấy 2 tuổi, quá nhỏ. Đúng. Thì cũng có gắt nhiều anh theo bà đeo đuổi, nhưng mà bà nói là cũng muốn bước một bước nữa, mà sợ lúc đó con mình còn nhỏ quá, mới có đôi 3 tuổi à, thì sợ về con mày con tao rồi không có tiếng nói chung thì làm cho con mình khổ, nên bà mới dành hết cái tuổi thanh xuân của bà để nuôi cho con mình nên người. Thì khi mà con của bà trưởng thành lớn lên đó, thì lúc đó lập gia đình cưới vợ gả chồng, ai cũng thương ba mẹ mình hết đó chị. Đúng. Nhưng mà đâu có thời gian nào mà khi mình trưởng thành rồi lo cho vợ con mình nữa, thì đâu có lúc nào mà 24/24 cũng ngủ cùng với ba mẹ mình được đâu. Đúng. Thì nên lúc đó cái nỗi cô đơn của ba mẹ mình đó, nó sẽ ngày lớn tuổi. Đúng. Thì em mới cảm thấy qua nhiều cái cuộc trò chuyện như vậy, thì tụi em mới nghĩ ra một điều thôi, thì thay vì anh em mình làm cái chương trình kết nối yêu thương. Đúng. Nhưng mà khi bước đầu tiên làm cái chương trình kết nối yêu thương, nó còn trắc trở nhiều lắm chị. Trắc trở gì nè. Ừ. Có nhiều nhà cũng như là quý bạn trẻ không có đồng cảm cho ba mẹ mình bước thêm bước nữa. Đúng. Thà để ba mẹ ở mình vậy đó. Ừ. Không bước nữa, thì chính vì cái sự không động viên của quý bạn trẻ đó làm cho ba mẹ cảm thấy rụt rè e ngại. Đúng. Thay vì như vậy, em thí dụ một câu đi. Chị động viên ba chị, ba ơi ba ở mình mấy chục năm ba nuôi con lớn rồi, bây giờ con có gia đình nữa, ba ở mình vậy tụi con không có lúc nào cũng đâu ở ba được đâu, thôi ba bước thêm bước nữa, ba kiếm gì để về chăm lo sức khỏe cho nhau. Thì lúc đó chị thấy ba mình hoặc mẹ mình có cái sự động viên của người thân thì sẽ đỡ tự tin hơn. Nên cái ý của em là thông qua chương trình ngày hôm nay, em cũng hy vọng á là quý anh chị, quý bạn trẻ mà ba với mẹ mình mà còn cảm thấy mà hàn gắn lại được, thì mình làm con mình cố gắng mình hàn gắn cho ba mẹ được hạnh phúc, để mình chọn được cái ước mơ. Nếu mình cảm thấy trong cái thời gian mình hàn gắn không được, mình cũng mở rộng cái lòng thương, động viên ba mình hoặc mẹ, ba mẹ bước thêm bước nữa để tìm bạn đời, tìm về để làm gì, tìm về giống như là để thay thế mình chăm sóc, có người hủ hỉ tuổi sớm chiều. Ví dụ lỡ không may tối mà nhức đầu đau bụng, còn có người gọi điện thoại. Đúng. Alo ba con bệnh đau phải không chị? Đúng. Thì làm cho mình đỡ đi gánh nặng một phần nữa. Đúng. Và cho ba mẹ mình có người chia sẻ bồi bạn nữa đó. Nên là thông qua chương trình ngày hôm nay, em cũng hy vọng là quý cô chú anh chị lớn tuổi đừng có ngại. Cô chú anh chị nào mà lớn tuổi đến chương trình bên em sẽ phục vụ cô chú anh chị sẽ nhiệt tình hơn. Để cho cô chú anh chị tự tin hơn. Ngoài ra cô chú anh chị nào mà bước sang cái tuổi mà 70, bên em sẽ hỗ trợ một phần nho nhỏ, để như là đó là cái món quà tinh thần ủng hộ ông bà cái ngày mà ngay sau khi kết nối yêu thương tại chú em mà để mà lễ ra mắt đó. Thì tụi em sẽ hỗ trợ cho đôi ba bàn, giống như đó là cái món quà tinh thần mình gửi cho ông bà ba mẹ mình cái ngày vui. Đó là với cái tâm nguyện của em lại vậy. Thì chị cũng xin nói thêm là con chị thì 28 tuổi. Dạ. Đó, thì cháu là cháu trai, nhưng mà cháu rất là quan tâm tới mẹ. Dạ. Đó, thì quan tâm tới mẹ thì cháu này mà bận việc lắm, thì bận việc làm suốt, thì cháu cũng rất khuyến khích chị là mẹ thì cứ tìm hiểu đi, nếu mà có chú nào mà có thể là chăm lo chăm sóc mẹ này kia đó thì mẹ cứ việc đồng ý đó, con chấp nhận điều đó, chứ con không có phải là ích kỷ hay này kia đó. Thì thông qua chương trình này thì chị cũng Khánh cũng muốn nói là các bạn, các anh các chị đó thì cứ mạnh dạn đăng ký chương trình đó, để mình tìm được một nửa yêu thương của mình.
qua kênh của bạn Phúc và Nghĩa đó, thì hai bạn còn trẻ nhưng mà chị thấy là rất là nhân văn luôn. Thành ra từ ở dưới đó mà chị ở Sài Gòn chị chạy lên tới đây để chị gặp hai em đó, thì thôi thì chị cũng cảm ơn hai em Phúc Nghĩa nhiều. Thì chị cũng nói luôn với các bạn trẻ như thế này, chị cũng có đôi lời nhắn tới các bạn trẻ. Thì khi mình kết hôn thì nhà nước của mình thì cho là 18 tuổi là có đủ tuổi để kết hôn rồi. Dạ. Đó. Thì nhưng mà cuộc sống thì không ai biết trước điều gì xảy ra cả. Đó. Thì nếu mà trong cuộc sống của mình mà cảm thấy không hạnh phúc, mình đó bị không hợp với nhau nữa thì sẽ đổ vỡ. Thì khi mà mình mà bước thêm một bước nữa thì nhà nước là có cái giấy rõ ràng là hai bên đã đồng ý là ấy rồi, chia tay rồi. Tòa án á chị ha. Ly thân rồi ha. Đó, ly thân rồi. Thì mình có thể là mình cứ mạnh dạn bước thêm bước nữa. Dạ. Không sao cả. Ông em đồng tình câu nói của chị, tại luật Việt Nam có quy định rõ ràng, có điều rõ ràng một điều là gì nè chị. Mình trên 18 tuổi thì mình được phép kết hôn. Nhưng mà với điều kiện khi chị kết hôn là chị phải chứng minh được mình độc thân nha. Đúng. Đó, ví dụ không may mà mình trong cái thời gian mình kết hôn đó mà mình không hợp nhau mà đưa đến cái việc mà đưa ra tòa. Đúng rồi. Thì luật pháp không có cấm chị là phải bắt buộc là khi ly dị là sẽ không được lấy vợ gả chồng. Được phép. Được phép. Chị có giấy quyết định của tòa án đã ly dị rồi thì chị về chị chứng minh được chị độc thân. Chị được thì phép. Được cưới vợ gả chồng tiếp theo. Đúng. Chỉ một điều mà đôi khi giấy tờ mình không rõ ràng mới là sai trái thôi. Đúng, đúng. Em đồng tình với cái ý kiến của chị vừa nêu. Rồi, dạ, cũng cảm ơn chị là Khánh hôm nay đến với chương trình Kết Nối Yêu Thương. Cũng cởi mở và chia sẻ về bản thân của mình và cũng có một số góp ý. Cảm ơn chị rất nhiều. Và em đại diện anh em làm chương trình Kết Nối Yêu Thương cũng xin cầu chúc chị Khánh một ngày sớm nhất đạt được ước mơ và tìm lại một nửa yêu thương để vun đắp đôi vai bờ vai hạnh phúc những quãng ngày còn lại. Chị rất là cảm ơn hai bạn Phúc Nghĩa nhiều lắm. Cảm ơn chương trình đã có một cái chương trình nhân văn và ý nghĩa và đem tất cả hạnh phúc đến cho tất cả mọi người. Một lần nữa em cũng xin chúc quý khán giả xem video ngày mới an lành và hạnh phúc bên gia đình của mình. Và quý cô chú anh chị xem video cảm thấy video ý nghĩa, bấm cho anh em xin lượt like, đăng ký, chia sẻ để anh em có động lực ra nhiều video mới hơn gỡ đến quý cô chú anh chị. Dạ, trong quá trình chia sẻ video có những gì sơ sức cũng mong quý ông bà cô chú anh chị để lại phần comment góp ý anh em sẽ cố gắng ra những cái đoạn video chất lượng hơn, không phụ lòng ông bà cô chú anh chị trong suốt thời gian vừa qua luôn đồng hành ủng hộ video anh em. Cô chú anh chị đến với chương trình Kết Nối Yêu Thương vui lòng đến địa chỉ Quốc lộ 1A chợ đầu mối Thủ Đức, văn phòng Kết Nối Yêu Thương hoặc gọi số điện thoại trên màn hình, hoàn toàn miễn phí trong suốt quá trình thời gian chia sẻ Kết Nối Yêu Thương. Dạ, xin chào.